Hân hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng việc sắp đặt nhà bếp phù hợp với các yếu tố phong thủy luôn là vấn đề được mọi người quan tâm, bởi đây không chỉ là nơi để nấu nướng mà khu vực này chính là nơi giữ lửa, tăng thêm vật khí cho gia chủ. Nếu không có sự hiểu biết và chuẩn mực nhất định, rất dễ mắc sai lầm, khiến gia đạo bất an, vận khí suy kiệt, đại họa triền miên. Vậy đặt bếp trong nhà như thế nào để không phạm vào đại kỵ? Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Căn bếp là một nơi rất quan trọng với mỗi ngôi nhà. Việc đặt bếp sai phong thủy khiến gia đạo bất an, công việc không thuận lợi. Do đó, quý vị cần phải tránh những điều sau. Thứ nhất, để góc nhọn chĩa vào bếp. Theo như lời khuyên của các chuyên gia phong thủy cho rằng, góc nhọn sắc bén dễ gây ra các tổn thất nguy hại. Vì vậy, góc nhọn chiếu thẳng vào bếp là điều rất kỵ trong phong thủy nhà bếp. Nhà bếp là nơi để chúng ta nấu nướng, làm ra các món ăn để nuôi dưỡng cơ thể. Khi bạn để cho một góc nhọn đâm thẳng vào bếp của nhà mình, thì chắc chắn trong nhà sẽ có người đau ốm, bệnh tật. Thứ hai, đặt bếp nấu đối diện đường đi. Theo các chuyên gia phong thủy, thì bếp là nơi nấu đồ ăn để nuôi dưỡng con người. Vì vậy, không được để luồng khí từ ngoài đường xung thẳng vào. Nó sẽ làm cho tài lộc tiêu hao. Nếu diện tích nhà bạn hạn chế, không thể còn cách nào khác, bạn có thể đặt một bức bình phong hoặc rèm trâu để ngăn cách. Nhà bếp và ngôi nhà có quan hệ mật thiết với nhau. Phong thủy nhà đẹp thì trợ giúp cho vận mệnh của gia chủ. Bạn nên tránh những điều cấm kỵ này trong phong thủy nhà bếp để cuộc sống của bạn dễ dàng và thuận lợi hơn. Thứ ba, bếp nấu kỵ gần nước. Không gian bếp hiện đại không thể thiếu bếp nấu, máy hút mùi, chậu rửa. Bếp và hút mùi tượng trưng cho hỏa, chậu rửa tượng trưng cho thủy. Trên quan điểm khoa học, khi xuất hiện tình trạng thủy hỏa xung khắc, tức là những vật dụng đại diện cho thủy và hỏa được bố trí đối diện nhau hoặc quá gần kề nhau, sẽ dễ xảy ra sự tiếp xúc. Để hóa giải tình trạng thủy hỏa xung cũng có nhiều cách. Cách hiệu quả nhất, chuyển một trong hai cấu trúc đó sang vị trí khác, để cách xa, lệch vị trí của nhau. Ví dụ, bố trí máy hút mùi ngay phía trên bếp, còn chậu rửa bát ở cách xa bếp ít nhất 60 cm. Cũng có thể bố trí vật cố định nhằm che chắn, cách ly chúng với nhau. Ngoài ra, bạn cũng không nên đặt bếp quá gần tủ, khiến năng lượng tiêu hao nhiều hơn, đồng thời làm cho tài lộc của gia đình bạn khó đi vào nhà, cuộc sống khó lòng giàu có, thịnh vượng được. Thứ tư, kiêng nhà bếp đặt đối diện với nhà vệ sinh. Trong nhà, bếp nấu là nơi nấu đồ ăn, thức uống cho cả nhà. Vì vậy, cần phải giữ vệ sinh, nếu không thì bệnh tật sẽ vào người qua đường ăn uống, làm hại đến sức khỏe. Trong khu vực nhà vệ sinh có rất nhiều thứ bẩn và vi trùng. Vì vậy, bếp nấu không nên đặt gần nhà vệ sinh. Đặc biệt, cửa bếp không đặt đối diện với nhà vệ sinh. Thứ năm, kiêng nhà bếp đối diện với cửa phòng ngủ. Khi đặt bếp trong nhà, bạn nên tránh cửa phòng ngủ. Bởi bếp là nơi nấu nướng, thậm chí còn nóng bức. Mùi thức ăn xâm nhập vào, ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư. Ngoài ra, còn gây khó ngủ, mất vệ sinh cho bạn khi ngủ. Thứ sáu, kiêng để sau bếp là khoảng không. Bếp nên tựa vào tường, sau bếp không nên là khoảng không, không có tường kín. Nếu như phía sau bếp là cửa chính cho ánh sáng chiếu qua cũng không tốt, vì rằng như vậy sẽ giống như sách cổ đã nói,
cửa bếp nấu kiêng cho ánh sáng chiếu vào. Thứ bảy, kiêng có xà ngang đè lên trên. Theo chuyên gia phong thủy học có câu xà ngang đè lên trên bất lợi cho sức khỏe các thành viên trong nhà. Khi bạn đặt giường ngủ hoặc ghế ngồi phía trên có xà ngang là không tốt. Xà ngang đè lên trên bếp cũng không tốt, không tránh được người nhà bị ốm đau bệnh tật, đặc biệt có hại cho sức khỏe vợ chồng, không tốt cho con đường thăng tiến tài lộc. Thứ 8, không đặt bếp dựa vào tường nhà vệ sinh. Chỉ cần xét về mặt bố cục, dễ thấy bếp đặt cạnh nhà vệ sinh rất mất thẩm mỹ, đồng thời làm giảm cảm giác ngon miệng của mọi người trong bữa ăn. Ngoài ra, đặt bếp dựa vào tường vệ sinh tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn từ nhà vệ sinh bám vào thức ăn gây bệnh, khiến sức khỏe người trong nhà kém hay ốm đau bệnh tật. Bên cạnh đó, theo quan niệm thủy hỏa tương khắc của luật âm dương ngũ hành, bếp tức hỏa đặt cạnh nhà vệ sinh tức thủy thì sẽ tạo ra những hệ quả không tốt. Ví dụ như sự hao mòn tài lộc, vận khí kém, thậm chí các thành viên hay xung đột, sức khỏe cũng không vững vàng, của cải thiếu hụt. Trường hợp bếp có nhiều cửa thì không có cửa nào hướng vào nhà vệ sinh. Đây là một thế phong thủy xấu, vì năng lượng tiêu cực của nước thải làm ô nhiễm, ảnh hưởng thực phẩm mà gia đình ăn uống hàng ngày. Về lâu dài, bố cục này ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ và tài chính gia đình nên tránh. Ngôi nhà và cuộc sống của bạn có quan hệ mật thiết với nhau. Phong thủy nhà bếp hợp lý sẽ trợ giúp cho vận mệnh của gia chủ. Nhất định phải tránh những cấm kỵ trong phong thủy. Nếu phát hiện phải nhanh chóng điều chỉnh, hóa giải để phong thủy thực sự giúp ích cho cuộc sống của bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy phòng bếp là một không gian quan trọng của ngôi nhà bởi đây là nơi gắn kết các thành viên và tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ. Bên cạnh những điều kiêng kỵ kể trên, trong phong thủy nhà bếp, quý vị cần nắm được những quy tắc sau để mang lại sự may mắn, tài lộc, hạnh phúc và sức khỏe. 1. Hướng nhà bếp. Đầu tiên cần xem xét đến chính là hướng nhà bếp. Hướng nhà bếp lý tưởng nhất là phía đông, đông nam. Vì đây là hai hành thuộc mộc, trong khi nhà bếp thuộc hành hỏa và thủy. Theo quan niệm ngũ hành tương sinh tương khắc thì thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Vì vậy ba hành này có thể bổ sung hỗ trợ cho nhau. Hành mộc ở giữa sẽ cân bằng cho hành hỏa và thủy vốn khác nhau. Không nên đặt ở phía nam là hành hỏa sẽ tương ứng với lửa ở trong bếp. Lửa thêm vào lửa sẽ gây ra hỏa hoạn, ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình. Ngoài ra, dùng không gian giữa nhà làm nhà bếp là điều vô cùng kiêng kỵ, vì giữa nhà là nơi trung tâm, cần được tĩnh lặng và yên ổn, không được ám mùi đồ ăn uống. 2. Không gian. Nhiều người quan niệm rằng không gian nhà bếp luôn mở sẽ cuốn đi tài lộc trong nhà. Nhưng về mặt khoa học, căn bếp kín mít sẽ lưu mùi đồ ăn và dầu mỡ, tạo sự u ám. Theo đó, âm khí càng nặng nề, không hề tốt cho sức khỏe của mọi người trong gia đình. Một không gian thoáng đãng giúp căn bếp hấp thụ được nhiều ánh sáng, tạo sự ấm áp, cuốn đi những điều không tốt lành. Nếu căn bếp không có nhiều không gian mở, cần lắp máy hút khói dầu mỡ. Nếu có cửa sổ hoặc quạt thông gió thì càng tốt. 3. Sự ngăn nắp. Phòng bếp phải được duy trì sự ngăn nắp sạch sẽ, thoáng mát và không bị hấp hơi nước. Cần lau dọn nhà bếp thường xuyên để tránh đọng lại thức ăn và dầu mỡ, tạo sự ảm đạm cho nhà bếp. Về mặt khoa học, những thức ăn và dầu mỡ còn sót lại sẽ tạo thành vi khuẩn, vi trùng, nấm mốc, làm ảnh hưởng đến sức khỏe,
nhất là đường hô hấp của mọi thành viên trong gia đình. 4. Vòi nước trong phòng bếp. Cùng với lửa, nước là thứ cần thiết nhất nhì trong nhà bếp. Nhưng quan niệm thủy khắc hòa sẽ làm cho nước lửa trong nhà bếp luôn xung khắc. Vậy làm sao để thủy hòa trong nhà bếp được cân bằng và hợp lý? Nên lựa chọn vị trí vòi nước là điều hết sức quan trọng và cần thiết cho tài lộc nhà bạn. Vì vậy, không nên đặt vòi nước quá gần bếp đun sẽ gây xung khắc. Quan niệm dân gian cho rằng nếu để nước gần bếp đun sẽ nhấn chìm ông bà táo. Cũng không nên đặt vòi nước đối diện bếp đun khiến thủy hòa đối nhau gây xung khắc, khiến gia đình luôn bất hòa. 5. Những vật dụng dùng cho nhà bếp. Những vật dụng cần thiết trong nhà bếp cũng rất cần thiết, như máy giặt không nên đặt trong nhà bếp gây sự ẩm ướt, dễ trượt té cho người làm bếp. Các vị trí dao, thớt cần cất gọn an toàn, tránh để chỗ dễ rơi rớt, gây nguy hiểm cho người trong nhà, đặc biệt là tránh xa tầm tay trẻ em. Đặc biệt, tủ lạnh thường hay được đặt trong bếp vì sự tiện lợi, lấy và cất đồ ăn, sắp xếp gia vị. Tuy nhiên, không nên để tủ lạnh ở hướng nam, hướng bắc là những hướng kỵ với bếp lửa. Quý vị thân mến, Phú Quý Tài Lộc ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những nội dung chính sau. Lối phong thủy nhà bếp tuyệt đối tránh kẻo tiền bạc không cánh mà bay. Thứ nhất, để góc nhọn chĩa vào bếp. Thứ hai, đặt bếp nấu đối diện đường đi. Thứ ba, bếp nấu kỵ gần nước. Thứ tư, kiêng nhà bếp đặt đối diện với nhà vệ sinh. Thứ năm, kiêng nhà bếp đối diện với cửa phòng ngủ. Thứ sáu, kiêng để sau bếp là khoảng không. Thứ bảy, kiêng có xà ngang đè lên trên. Thứ tám, không đặt bếp dựa vào tường nhà vệ sinh. Phú quý tài lộc, sống thuận phong thủy, phúc lộc ngập tràn.